Kính chào Tái Ngộ quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, mấy năm gần đây nổi lên tranh cãi về cái tình trạng pháp lý của miền Nam và miền Bắc trước năm 1975. Vì có một số người vô tình hay là cố ý tung ra những cái từ ngữ như là trước đây miền Nam và miền Bắc là hai quốc gia riêng biệt, nảy ra từ khi sau khi có những cái phong trào vận động nên bỏ cái từ ngụy, và rất là nhiều người hiểu lầm trong cái vấn đề bỏ từ ngụy, thì đó là một vấn đề khác. Nhưng mà đương nhiên là trên diễn đàn cũng có những cái bài viết phản biện lại những cái vấn đề, những cái khái niệm rất là khó cho người bình dân hiểu, nhưng mà lại dễ cho những người có ý đồ lèo lái cái tư tưởng của người dân. Vậy thì tuy nhiên là cái bài phóng sự của cái báo ở nước Đức, nó gọi là Der Spiegel của Đức, số 50, phát hành năm 1979, tức là 4 năm sau năm 1975. Thì cái tờ Việt báo ở có lẽ ở nước ngoài dịch ra và đăng ngày 27 tháng 9 năm 2017, tức là 5 năm trước đây. Và chúng tôi xin phép mượn đây để mà chúng tôi giải thích những cái khái niệm đó. Và mà chúng tôi cho rằng nó là những cái khái niệm lịch sử rất là cần thiết để cho mọi người nắm vững, để cho mình khỏi bị xuyên tạc. Cái bài đó, cái bài phóng sự đó của tờ báo Đức đó, là một cách gián tiếp chứng minh Việt Nam là một quốc gia xuyên suốt từ trước năm 1975 nhé, từ lúc cụ Hồ tuyên bố độc lập sau khi giành được độc lập từ trong tay Nhật ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì nước Việt Nam là một quốc gia xuyên suốt, mặc dù có bàn tay ngoại quốc là Pháp và Mỹ thay thế nhau để làm những cái chiêu trò chính trị bẩn thỉu, khiến cho dân Việt Nam chúng ta lao vào cái cảnh chiến tranh để giành lại cái độc lập đó, chứ không phải là chúng ta là hai quốc gia. Vậy thì bài này chúng tôi đặt cái tựa là tại sao Mỹ ép Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký cái hòa đàm Paris năm 1973. Đó là cái tựa chúng tôi đặt vấn đề như vậy. Còn cái tựa mà tờ Việt báo dịch ra đó, thì cái mang cái tựa là Tổng thống Thiệu tuyên bố người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Nhưng mà cái vấn đề phản bội hay là không đó là cũng tùy theo cái vị thế của nước Việt Nam mình đối với người Mỹ. Người Mỹ xem Việt Nam là cái gì cái đã thì mới gọi là phản bội. Và cái tiếng nói của mình lên tiếng phản bội nó có giá trị gì hay không? Cho thêm một tí bối cảnh về cái bài phóng sự này. Là tác giả chuyển ngữ là tên là Nguyễn Viết Kim. Ông tốt nghiệp tại Đại học Stuttgart, Bình Đức năm 1966 đến năm 1978. Bài chuyển ngữ về cái cuộc phỏng vấn năm 1979. Đây là cuộc phỏng vấn duy nhất được biết đến trên một tờ báo có kích thước quốc tế. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền từ năm 1967 đến năm 1975 trong đệ nhị Cộng Hòa. Hai ký giả Von Johannes Angel và Hans Lohfeld là cộng sự viên cao cấp của tuần báo Der Spiegel với trụ sở chính tại thành phố Hamburg, Đức Quốc. Tờ báo cho biết ông Thiệu đã xem xét lại cẩn thận từng trang và đặt điều kiện là chỉ được phép công bố sau khi có sự thỏa thuận của hai bên. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại London, Anh Quốc. Hai bên này là một bên là tờ báo và một bên là ông Nguyễn Văn Thiệu, tức là ông chỉnh sửa cái lời của ông làm sao cho vừa ý ông và vừa ý của tờ báo, tức là để cho hai bên thông cảm với nhau, đồng ý với nhau về cái bài phóng sự thì ông Thiệu mới cho lên. Tờ báo cho biết ông Thiệu đã xem xét cẩn thận từng trang và đặt điều kiện là chỉ được phép công bố sau khi có sự thỏa thuận của hai bên. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại London, Anh Quốc. Nguyên tác trong số 50 của cái tờ báo đó, phát hành năm 1979 với cái tựa đề là ông Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Và nhắc lại cái tờ Der Spiegel là một tờ tuần báo lớn nhất ở Âu Châu với số phát hành gần 1 triệu số mỗi tuần. Và Đức ngữ là cái ngôn ngữ được dùng nhiều nhất tại Âu Châu. Anh ngữ thông dụng, Pháp ngữ và Tây Ban Nha được ưa chuộng, tức là một trong những cái ngôn ngữ rất là thông dụng ở Âu Châu.
Thì đây là cái hình của cái tờ báo đó. Và để bắt đầu cái bài nói chuyện hôm nay thì chúng tôi xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là cái người nghiên cứu cận sử để giải thích thêm cho quý vị những cái vấn đề liên hệ. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi hân hạnh lại được tái ngộ cùng với quý khán thính giả nói chuyện về cái vấn đề ông Thiệu cho rằng người Mỹ đã phản bội ông Thiệu trong cái việc mà ký cái thỏa hiệp Ba Lê 1973. Thưa quý vị, nếu mà nói cho nó ráo riết và cho rõ ràng để quý vị có thể nắm vững được những cái vấn đề thì cũng phải hiểu rằng nói về cái bối cảnh lịch sử của nước, của đất ta, của Việt Nam với lại bối cảnh lịch sử của nước Mỹ và cái thời điểm 1954 thì cái bối cảnh lịch sử lúc đó thì Pháp với Vatican đã thua ở mặt trận Điện Biên Phủ, coi như là Việt Minh đắc thắng. Và trong lúc đó thì Vatican với lại Mỹ muốn chiếm miền Nam Việt Nam thành một và biến nó thành một cái tiền đồn chống lại cái khối cộng sản do Liên Xô và Trung Cộng lãnh đạo. Thì bây giờ là hai cái khối thế cái cường quốc Liên Xô và Trung Cộng nó rất là khăng khít với nhau. Do đó Mỹ cần phải biến miền Nam Việt Nam, cắt một nửa nước Việt Nam miền Nam thành cái tiền đồn chống cộng. Do đó Mỹ mới quyết định can thiệp vào Việt Nam, và Vatican thì biết Mỹ can thiệp vào Việt Nam mới đưa ông Ngô Đình Diệm sang Bảo Kê để xin Mỹ được chấp nhận đưa ông Ngô Đình Diệm về làm tay sai cho Mỹ. Nhưng mà ông Ngô Đình Diệm đã quá chớn, cho nên sau đó thì Mỹ đã ra lệnh cho Ngô Đình Diệm không được tiến hành những cái biện pháp gọi là làm mất lòng dân ở miền Nam. Một trong những cái biện pháp đó là bách hại Phật giáo. Nhưng ông Diệm đã không nghe, cho nên Mỹ đã để mặc cho quân đội nhân dân miền Nam, quân đội miền Nam giải quyết cái vấn đề ông Diệm. Rồi sau đó thì Mỹ lại đưa ông Nguyễn Văn Thiệu lên để thay thế ông Diệm làm cái công việc đó. Thì cái vấn đề mà Mỹ đưa ông Nguyễn Văn Thiệu lên thì tôi cũng xin nói rõ là Mỹ và Vatican cũng cấu kết với nhau mà đưa ông Thiệu lên. Đây là một sự kiện lịch sử có thật và được các nhà viết sử ghi lại rõ ràng. Một trong những nhà viết sử đó là ông Chính Đạo, tức là sử gia, tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu về sử học đã nói rõ như thế này. Ngày 3 tháng 9 năm 1967, nhờ sự tiếp tay của Hồng Y Francis Spellman, tức là của Vatican, và Đại sứ Mỹ Elser Bunker, Nguyễn Văn Thiệu được đắc cử Tổng thống nền đệ nhị Cộng hòa và ông đã cầm quyền ở miền Nam Việt Nam từ năm 1967 cho đến năm 1975. Thế ông đắc cử với cái số phiếu là 34.8% và ông Chính Đạo ghi rõ như vậy ở trong cái cuốn gọi là Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Trí, Houston, Texas, Nhà Văn Hóa Xuất Bản 1997, nơi trang 403. Thế cái bài đoạn văn này chúng tôi cũng có ghi rõ ở trong cái chương 91 tên là Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy, Sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo hội La Mã. Đó là cái bối cảnh lịch sử mà lúc Mỹ muốn chiếm miền Nam Việt Nam làm thuộc địa, rồi dùng ông Diệm và sau đó dùng ông Thiệu làm tay sai để thi hành những cái chính sách của Mỹ và Vatican. Nhưng mà bối cảnh lịch sử Việt Nam vào năm 1968, đó là sau vụ tấn công Tết Mậu Thân, thì Mỹ thấy rằng đã hơn 10 năm, gần mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi, cuộc chiến đẫm máu như vậy và Mỹ không có thành công, mà trái lại cái sức kháng chiến của cái nhân dân Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thì càng ngày càng lớn mạnh, đã thể hiện ra bằng cái cuộc tấn công năm 1968, thì làm cho dư luận xôn xao, dư luận Mỹ xôn xao và dư luận thế giới xôn xao, và áp lực của nhân dân Mỹ cũng như nhân dân thế giới đòi hỏi chính quyền Mỹ phải thương thuyết với đài chính quyền Bắc Việt rút quân về để mang lại hòa bình cho đất nước Việt Nam. Thì cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ nó lại khác rồi, là vì Mỹ đã nhìn thấy là giữa Liên Xô với Trung Cộng có sự xích mích với nhau, và Mỹ đã khai thác được cái chuyện đó, và bằng cái chuyện mà ông Nixon lên thăm viếng ông, sang Trung Hoa thăm viếng ông Mao Trạch Đông và được thỏa thuận với cái chính quyền Trung Cộng để
họ không không có tiếp tế cho Việt Nam, cho chính quyền Bắc Việt để tấn công Việt Nam nữa, thì Mỹ mới an tâm, mới rút quân về để mà làm an lòng nhân dân Mỹ, và nhất là bây giờ họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Và các quý vị biết rằng mỗi một lần sắp sửa có cuộc bầu cử tổng thống vào những cái năm mà phải bầu cử đó, thì các hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều tranh thủ nhân tâm để lấy lòng nhân dân, lấy phiếu để thắng cử. Cho nên cái năm 1972-73 đó, thì Mỹ đã chuẩn biết rằng là đã thắng được cái kỳ bầu cử năm 1972 rồi, thì bây giờ phải cố gắng làm thế nào để mà tiếp tục thắng được cái kỳ bầu cử năm 1976. Mà nói cho rõ ràng là cái việc này họ đã chuẩn bị từ năm 1968, sau khi mà ông Nixon lên cầm quyền, thì họ thấy rằng là cái vụ tấn công Mậu Thân năm 1968 đó thì làm cái đó không tốt cho cái đảng lúc bây giờ là đảng Dân Chủ. Do đó ông mới chuẩn bị thương thuyết với lại Bắc Việt để rút quân về, để lấy lòng nhân dân Mỹ, lấy phiếu nhân dân Mỹ để chuẩn bị thắng cử cho cái kỳ 1972. Đảng Cộng Hòa cũng nhìn thấy rõ như vậy, cho nên họ đã ký thỏa hiệp với Bắc Việt. Chứng ra là cái thỏa hiệp này đã được chuẩn bị trước năm 73 chứ không phải là năm 73 mới ký. Nhưng mà dùng dằng cò cưa hai bên với nhau, thì đến lúc mà họ thỏa thuận với nhau thì họ ký, thì cuộc thương thuyết đó nên nhớ rằng chỉ có đại diện của nước Mỹ là ông Kissinger và đại diện của chính quyền Bắc Việt là ông Lê Đức Thọ nói chuyện, chứ còn cái chính phủ miền Nam, Việt Nam không có can dự gì cả, và cái mặt trận giải phóng miền Nam cũng không được can dự gì vào. Tức là hai cái thế lực chính trị chiến đấu đối đầu với nhau là chính phủ Mỹ với lại chính quyền Bắc Việt Hà Nội đánh nhau, đối đầu với nhau và thương thuyết với nhau. Còn mặt trận giải phóng Việt Nam và cái chính quyền của ông Thiệu ngồi rìa không có quyền gì cả. Thế đến lúc mà cái điều khoản mà ký đó là mục đích làm cho Mỹ được dễ dàng rút lui quân đội và có thể đem những cái tù binh của Mỹ mà đang bị Bắc Việt giam giữ họ trả lại, thì họ mới thuận cho cái điều kiện đó. Thành ra những cái điều kiện mà Mỹ rút lui ra khỏi miền Nam là tức là bỏ rơi miền Nam. Đấy. Cái điều đó cũng chứng minh rằng miền Bắc đánh ngoại xâm là thằng Mỹ chứ không phải là nội chiến. Đúng vậy. Cái đó thì tất cả nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới đều nhìn nhận rằng với hơn nửa triệu quân đội Mỹ và cả hàng 5-6-70 ngàn quân đội đồng minh của Mỹ như là Úc, Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nam Hàn và Đài Loan có mặt ở Việt Nam là quân đội xâm lăng chứ không phải là nội chiến. Và quân đội Bắc Việt thì điều động nhân dân Việt Nam cả miền Bắc lẫn miền Nam để chống lại cái liên minh xâm lăng đó. Trong đó thì lại có cả Vatican với lại những cái tín đồ của Vatican đứng về phía quân xâm lăng. Tức là chính quyền miền Bắc phải đối đầu với tất cả quân đội xâm lăng và đánh luôn cả cái đội quân nội trùng của Giáo hội La Mã. Bây giờ cái tín đồ của Giáo hội La Mã nó đã lên đến 5-6 triệu người rồi. Nhưng mà khẩu hiệu của miền Bắc là đánh được cái quân xâm lăng ra khỏi đất nước thì cái quân đội nội trùng cũng phải đầu hàng, tan rã. Thế là cái khẩu hiệu lúc bây giờ của cụ Hồ Chí Minh hay là miền Bắc miền Nam á, thì nói rằng đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, tức là cái mục đích chính là đánh cho quân đội Mỹ cút. Thì quân đội Mỹ cút rồi thì quân đội ngụy cũng tan rã, cũng rã ngũ tan hàng. Thế thì cái ký thỏa hiệp 1973 đó là nó có lợi cho người Mỹ được rút quân an toàn và từ bỏ chiến tranh, cũng từ bỏ rơi miền Nam và để cho miền Bắc được thống nhất đất nước theo cái quy định của Hiệp định Geneva. Thì cái bằng chứng rõ rệt nhất là người Mỹ bằng lòng chấp nhận rút hết quân đội của họ vào ra khỏi miền Nam Việt Nam và quân đội đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Và người Mỹ có thể theo lời yêu cầu ông Thiệu để làm sao là đòi Bắc Việt phải rút quân ra khỏi miền Nam. À, nhưng mà cái từ của nó là quân đội ngoại nhập. Thì khi đó thì cái chính phủ miền Bắc mới nói rằng miền Nam Việt Nam là đất nước của Việt Nam và quân đội của Việt Nam là nằm trong Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam có quyền điều động quân đội Việt Nam ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ. Thì cái điều này ông Kissinger nghẹn họng không trả lời được. Nhưng mà không trả lời được là vì người ta nói có lý. Ông
Chị Sanger thì chỉ nêu ra nói cho nó có lệ thôi, chứ cũng biết rằng câu nói đó nó không có đúng với sự thật của lịch sử. Do đó miền Bắc đã thắng. Thế thì ký được cái hiệp định hòa hiệp rồi á, thì ông Thiệu mới nói rằng là phản bội. Đấy. Nhưng mà thực tế là Mỹ bỏ rơi. Thế thì cái chữ phản bội hay không thì mình mới nói là cái tư thế của người Mỹ là nó làm chủ nhân ông miền Nam, nó làm chiếm thuộc địa với Vatican rồi. Thì ông Vatican mới đem ông Diệm sang Mỹ để mà cầu xin để nó nhận ông Diệm làm tay sai. Đó là cái nguyên nhân. Thì điều đó chứng tỏ rằng chính cái ông Diệm và sau này là ông Thiệu vô Mỹ nó chấp nhận cho làm tay sai cho nó. Thì tức là ông đóng vai đầy tớ rồi. Thế giờ ông Diệm, ông Thiệu mới nói rằng là phản bội. Cái chữ đó nó không có đúng. Phải nói chữ đúng đó là bỏ rơi, nó không xài nữa. Bởi vì anh muốn đi làm tổng thống thì phải do nó đồng ý, nó tiếp tay, nó đỡ đầu mới được. Đấy là bản văn nãy tôi có nói ra như vậy. Thì bây giờ là cái chữ ông Thiệu đã diễn dịch cái chữ bỏ rơi thành chữ phản bội. Nhưng mà em có cái một cái nhận xét là ở cái vị thế của ông làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tức là đối với miền Nam đó, thì thằng Mỹ nó đã tạo ra cho có một tổng thống đó. Bây giờ chả lẽ ổng đi nói với người dân miền Nam là bây giờ thằng Mỹ nó là bố của mình, nó bảo mình phải làm, ổng ấy nói là thằng Mỹ là đồng minh phản bội à. Thì đó là cái vị thế của ông, bắt buộc ổng phải nói ra như thế đó. Chứ tại sao ông Thiệu không được đi nói chuyện trực tiếp với miền Bắc? Nếu miền Nam là một quốc gia thì tại sao ông Thiệu không được nói chuyện với chủ tịch nước hay là tổng bí thư ở miền Bắc lúc đó. Đó. Bây giờ nổi cái câu hỏi đó thôi thì đã là thấy là không phải là hai quốc gia. Đó là một quốc gia, nhưng mà tự vì ở cái miền Nam là rõ ràng là ông Thiệu, ông Diệm, ông Thiệu đều là ngụy của ngoại nhân người ta tạo ra thôi. Nhân tiện cái chuyện này thì tôi cũng xin nói rõ là vào năm 1963, đầu năm 1963 thì thấy rằng người Mỹ làm áp lực với lại ông Ngô Đình Diệm trong cái vấn đề là phải từ bỏ cái chính sách bách hại Phật giáo, thì ông Diệm mới đe dọa rằng nếu mà ông ép tôi quá thì tôi sẽ liên kết với lại Bắc Việt. Thế thì và đồng thời ông Hồ Chí Minh mới biết rằng như vậy mới lại gửi cái cành hoa đào tặng ông Ngô Đình Diệm để làm cho người Mỹ thấy rằng giữa ông Diệm với ông Hồ Chí Minh có thể là liên kết với nhau. Và chính ông Ngô Đình Diệm Nhu đã đi nói chuyện với lại đại diện Bắc Việt ở cái vùng gần Vũng Tàu đó, tôi quên cái thành phố đó rồi, cái vùng rừng núi đó. Thì người Mỹ nó có CIA nó biết hết, cho nên nó mới quyết định là nó bảo ông từ nay giờ đi phải từ bỏ, tức là nó gửi cái phái đoàn McNamara vào ngày cuối tháng 9 năm 1963 đó, nó ra lệnh ông là từ nay phải từ bỏ cái chính sách bách hại Phật giáo, phải chịu trách nhiệm về vấn đề ăn nói vô giáo dục của bà Ngô Đình Nhu, phải thả hết các sinh viên Việt Nam, sinh viên học sinh Việt Nam và các Phật tử đang bị giam ra khỏi nhà tù. Thì nó là như vậy, là nó ra lệnh cho ông, mà nó đã ra lệnh cho ông nó phải là cấp trên của ông nó mới ra lệnh được. Nó là bố của ông. Nó là bố của ông. Và ông Diệm đã kẹt quá rồi, cởi lưng từ chối, thì khi mà từ chối rồi thì nó ngoảnh mặt đi để cho cái ban tướng lãnh quân đội miền Nam nổi loạn làm cách mạng để mà diệt ông ấy. Vì cái chuyện đó thì làm cho ông Thiệu nhớ lắm chứ. Ông Thiệu cũng nên nhớ rằng ông Thiệu là vốn là một lính đánh thuê của miền Bắc trong thời kỳ của Liên minh xâm lược Pháp Vatican trong những năm kháng chiến 1945-54. Và ông Thiệu biết rõ cái điều được chuyện mà ông Diệm bị nó cắt cổ như vậy, cho nên là khi mà thấy rằng ký hiệp định thỏa hiệp 1973 ở Ba Lê đó, thì ông Thiệu mới nói rằng là Mỹ phản bội và có tính cách là chống lại, thì ông Kissinger hay là tổng thống Nixon đó bây giờ mới nói rằng không thể để cho cái đuôi con chó nó vẫy đuôi, nó điều khiển cái đầu con chó. Và hình như là ông Nixon cũng nói ám chỉ bóng gió rằng là nếu ông Thiệu mà không nghe thì cắt cổ ông Thiệu. Cái điều đó là hình như là ai cũng biết cái điều đó. Thành ra ông Thiệu sợ quá, cuối cùng là phải răm rắp nghe theo, ký theo. Chứ thú thực là ông Thiệu không có quyền gì hết.
nói chuyện thì cũng không được nói chuyện ở hội nghị Ba Lê. Đến lúc mà nó làm rồi thì những cái điều kiện bất lợi cho cái chế độ miền Nam thì ông Thiệu Cự Nữ thì nó nói cho con câu đó cái là sợ run lại, bởi vì cái gương của ông Thiệu Diệm ngày xưa còn đó. Đó, đó là cái chuyện mà tôi thấy là những cái điều mà những người như ông Thiệu nói và những người mà gọi là quân chiên cờ vàng hay là những người chống cộng quá khích ấy, nói là đều diễn dịch sai. Thí dụ như một trong những diễn dịch sai là các ông nói rằng miền Nam Việt Nam là đồng minh của Hoa Kỳ. Thì tôi xin nói rằng nếu mà đồng minh nó đem quân đội vào, nó phải ký và hòa hiệp với giữa hai bên chứ. Mà các ông có tìm được cái bản văn nào mà hai bên đồng ý cho quân đội Mỹ đổ bộ vào Việt Nam không? Hoàn toàn không bao giờ tôi thấy các ông tìm được cái bản văn nào đó cả. Cho em một tí nhận xét như thế này, có nhiều người dựa vào trong cái bản ký tên, họ nói đây nè, rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa ký tên trong đó, như vậy có nghĩa là người ta cũng là một cái nước riêng. Thì đó là mấy ông dựa vào cái hiện tượng, chứ mấy ông không có xét về cái bản chất. Thằng Mỹ nó đi điều đình với Bắc Việt, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần biết. Và ông Thiệu, ông bị thằng Mỹ ép ký, chứ không phải là ông có quyền bàn thảo. Và trước khi ký, chữ ký đó không có thể hiện ra một cái sự ưng thuận của ông Thiệu. Và cái bài phỏng vấn này chứng tỏ rằng ông Thiệu ở cái thế gọi là thằng Ngụy, một cái tên Ngụy bị thằng Mỹ nó ép buộc đưa cho đó. Ai mà dùng cái bản chữ ký Việt Nam Cộng Hòa người ta cũng ký ngang với lại Bắc Việt thì đó là một cái người nhìn cái hiện tượng chứ không có hiểu cái bản chất. Mà để mà trả lời tại sao Việt Nam Cộng Hòa không phải là một quốc gia. Cũng xin nói rõ là chú ý đến bản chất hơn là nói đến cái bề ngoài. Chúng ta cũng nên nhớ rằng trong những năm 1885 đến năm 1945 đó thì chúng ta có triều đình Huế. Bề ngoài thì người ta nói vẫn là độc lập, có triều đình Huế, rồi có những cái bản văn của triều đình Huế ký để tiếng ở đây này, triều đình Huế có quyền lên đây. Nhưng mà thực ra thì triều đình Huế có phải là một cái nước độc lập hay là tay sai của Liên minh xâm lược Pháp Vatican? Đến lúc mà nó Nhật nó hất cẳng Pháp, nó bảo rằng ông Bảo Đại tuyên bố độc lập thì ông có tuyên bố độc lập, ông làm tuyên bố độc lập rồi nó bảo ông kiếm người làm thủ tướng, ông muốn đưa ông Diệm lên làm thủ tướng. Nhật nó hỏi tại sao ông lại đưa ông Diệm về, thì ông Bảo Đại nói rằng ông Diệm là một trong những thành phần cốt cán của ông Cường Đế, và ông Cường Đế được Nhật hỗ trợ thì cho tên được Nhật hỗ trợ thì tôi tìm ông Diệm để dễ làm việc. Nó lại không đưa ông Diệm về mà nó lại đưa ông Trần Trọng Kim là cái người mà nó đã bảo trợ, nó đưa đem đi trốn ở Singapore. Vì ông Trần Trọng Kim đã có hồi chống Pháp, thành ra nó đưa về để làm tay sai cho nó. Thành ra cái độc lập của thời ông Bảo Đại với là ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng cũng chỉ là tay sai của thằng Nhật thôi. Nếu như các ông lại cứ nói rằng Việt Nam đã độc lập từ thời 9 tháng 3. Do đó là cái quan trọng nhất là đừng có nhìn vào cái hiện tượng mà phải chú ý đến cái bản chất của vấn đề. Do đó là đối với những cái vấn đề mà tranh luận về hai quốc gia, một quốc gia hay là có độc lập hay không, quý vị đừng có nhìn vào cái bản chữ ký. Đó là quý vị hoàn toàn không hiểu gì về cái bản chất. Và cái bài phóng sự nước Đức này nó nói lên tất cả cái bản chất của Việt Nam Cộng Hòa thời đó, ở cái vị thế của Việt Nam Cộng Hòa đối với Mỹ và đối với miền Bắc nó như thế nào? Các ông cờ vàng ba sọc đỏ đó thì chuyên môn là nói là đây là có chữ ký, nhưng mà các ông giấu nhẹm đi cái chỗ bị ép phải ký. Các ông giấu nhẹm đi cái chỗ không được nói chuyện với miền Bắc. Đại diện giấu nhẹm hết. Thành ra nó là cái gì làm rồi đó, mình thấy không ký thì nó bảo không ký thì đừng cắt cổ mày. nó sẽ cắt cổ. Mày không ký tao cắt cổ mày. Nó bảo là cái đuôi không, con chó không thể vẫy đuôi để mà điều khiển cái đầu con chó được. Có nhục không? Mà các ông giấu nhẹm mà tất cả những cái điều mà nhục nhã như vậy không giống nhẹm mẹ. Tất cả những điều mà chúng tôi vừa mới nói trên đây là nó đều nằm ở trong cái bài mà của một ký giả người Đức phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Thiệu đó. Thì tôi xin nhờ ban biên tập đọc cái bản đó, rồi đến đâu thì chúng tôi có điều gì chúng tôi sẽ nói thêm ở chỗ đó. Xin kính chào quý vị.